Welcome to the adult cooking show. It is men versus women. Here is our judges. Katie, Megan, Crystal, Tiana, Cookie, Colleen, and Chloe. Let's get the story of the men's side. What is your name? My team name is Ngong Go! I am Owam! And I am here. My name Ka. My name Bibi. Now on to the women. What is your name? The team name. Who is that? The team name. Our team name. Ngong Yeah! Your name? Xin giới thiệu. Who is that? Em tên là. Rambo để nói tinh thần. Xin giới thiệu em tên là Vũ Thị. Go. Ai em bành tươi tỏi. Thôi. Còn thành viên thứ ba là Lý Tiêu. Tùng. Còn đây là my name. Nguyễn Hồng Muối. Trời ơi, chua quá. Mặn quá. Dạ em, the last thành viên trong này tên em là Công Tằng Tôn Nữ Thị Đường. Đưa gì? Trời ơi. What will you cook? No. First, this is secret. No. Okay. Wait. We have some. You guys give up? No. We have the greeting. Yahoo! How old were you? How old do you think you'll do in this competition? No. First thing for the judge. Ngày hôm nay cái rule của gần cái khúc gần vô. Ok. Là thứ là ban tổ chức đã provide tất cả những đồ và cần dùng cho hai đội: bếp, niêu, nồi, son, chảo, mọt, tất cả những thứ ở đây. Sau đây á. Rèo quá. Thứ mời. Để gần vô. Sau đây thứ mời hai đội trưởng của hai đội đến gặp thư đi. Ngày hôm nay cooking show của mình sẽ dựa trên ba yếu tố. Thứ nhất là đẹp của hai đội. Thứ hai là cooking có kỹ thuật sạch sẽ và dễ ăn. Thứ ba là nhìn đồ ăn được mắt một chút. Thời gian thi đấu là 1 tiếng. Món ăn là 3 món.
canh mặn chiên xào gì đó. Ban tổ chức. Bỏ mic rồi. Để đi. Trên tầng tầm dữ quá. Ban tổ chức đi. Là bây giờ để em nhờ hai người lựa đồ ăn. Sau đó khúc bấm giờ giùm mấy giờ rồi? Mấy giờ? Dân đã tàn kìa. Nó hai bên đều tàn. Là đồ ăn hiện tại không có. Ok. Bây giờ mình có đồ ăn nè, hai đội được quyền chọn đồ ăn và mình tự làm nha. Ok, đợi tới. Cho giới thiệu giám khảo. Tao giám khảo hả? Tụi nó giới thiệu quân đất rồi. Rồi có trứng, thịt heo, thịt bò và rau quả. Rồi. Khi mà hai đội đã chọn xong, xin đề nghị nói cho cho tất cả mọi người biết món mình sẽ nấu là món gì. Nấu xong rồi biết à. Giờ là đội ngon cơm sẽ nhường cho đội ngon nhất là chọn trước. Ok. Bây giờ đó có những đồ ăn sau đây đó. Mọi người tự thôi bây giờ cứ theo con đi. Là khi mà chọn đồ ăn rồi đó, mình sẽ nói là mình sẽ nấu món gì. Nó bên nào nấu sao? Ủa ngộ ghê. Bí mật vậy nó mới vui. Ok rồi vậy. Nấu xong rồi nói, nấu xong mới nói ra. Rồi. Nấu xong người ta mới đây là món gì. Thôi được rồi, chọn đi. Cho nữ chọn. Đấy. Lady first. Sao the lady. Chưa vậy. Lady xả rồi không dám. Cho Lady còn trước. Đã chọn phải tay. Sau đi. Chẳng hạn nếu cầm cái đao có hai trái làm ơn làm luôn đi mới đủ ăn chứ. Ở trường này trái làm gì? Cái gì trời, cứ thề chân vô vậy. Không có lựa đồ của quay phim không? Phim không? Tam ra về bệnh anh Aaron. Cái này coi quay phim đó mấy ai. Cái này quay phim anh à. Có chụp hình. Đang quay phim mà. Quay phim không? Không. Nè, cái đây. Tam phim. Có. Thi ơi, phải lấy cái chậu nước để rửa sẵn đi Thi. Không có quay phim không? Có đang quay. Làm đi. Bây giờ được em quá. Bây giờ 1 2 3 này vô bên kia bỏ chua gì bỏ dầu ra cái người kia. Chưa khi nào xong một chọn đồ xong rồi 1 2 3. Không sao chú. Nhạc đâu. Vì sao mình có 1 tiếng đồng hồ thôi. Bây giờ là 12 giờ rưỡi. 1 giờ rưỡi. Bây giờ là 12 giờ rưỡi đó nha. 1 giờ rưỡi. Một cái tô. Đây tôi đây. Bấm giờ làm gì?
có tô nhỏ không? Nè lấy đại đi. Lấy cái tô. Ủa mấy cái tô giấy đâu ta? Rồi, tô rớt được rồi. Tô đâu? Thì cái làm đại. Có bao nhiêu? Tô giấy đâu, tô giấy đâu? Ok ok. Bên đây là tới đâu? Sorry sorry nha chết. Nhà mình không da, bỏ da được không chết? Bên đây dự định là làm cái gì vậy? Có thể cho mình biết được không? Khoai tây là phen thai. Ok. Tiếng tiếng cái rửa cái bao rác, bao rác, bao rác đâu lấy dân rồ mà của mình không? Bao nhiêu bên đây có cần cái gì không? Nên nhớ mình có bao nhiêu người á, thành thử phải dự trù bao nhiêu thức ăn nha, phải biết tính toán, phải biết tính toán nha. Không phải còn chín cho ngày mai không gì thôi. Không cần, cứ làm hết đi ngày hôm nay. Không cần.